Chúng con kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 19 tháng 3, 2020. Chúng con có cơ hội để ôn tập thi kệ với nhau. Thi kệ thì huynh đệ chúng con học từ lâu. Nhưng mà chúng con sợ gì đáp ứng lời thầy pháp toại nhận chia sẻ một số buổi về chương trình này, là bởi vì chúng con muốn nhân cơ hội qua thi kệ chúng con có thể hiến tặng một số hiểu biết mà có nhiều khi huynh đệ đã biết, biết hay hơn, và nhiều khi thì chưa biết, chưa hề nghĩ tới. Và chúng con muốn làm sao mà thi kệ tiêu biểu phải đi sâu vào cuộc sống của mỗi người, trong từng giây từng phút, thì thi kệ đó mới là thi kệ của chúng ta thực tập. Chứ còn thi kệ thì nó có xưa nay rồi. Vậy thì trước hết á, chúng con đọc cái lời mà thầy đã dạy và người lâm lịch đã ghi trên lịch đúng vào ngày 19 tháng 3 2020, tức là ngày 20 tháng 2 năm Canh Tý. Câu đó thế này: có biết bao nhiêu gia đình đã là địa ngục trần gian, khó thở và khó sống. Ta quyết phải làm đủ mọi cách cho gia đình ta trở nên ấm cúng và đầy thương yêu. Đó là lời thầy dạy chúng ta. Và bây giờ có cái sướng nhất là ai cũng được học mỗi ngày hết. Cứ sáng lột một tờ lịch là thầy nói đi, thầy đây con. Con nghe thầy dạy trước khi con cất cái tờ lịch đi. Thì thầy cho quyền là ghi vào trong sổ công phu mỗi ngày. Là bởi vì mình cất tờ lịch rồi tờ lịch có thể thất lạc. Còn trong cái sổ này á, thì ghi bình mỗi ngày, cho nên phải lưu. Lưu bao lâu thì không biết, nhưng mà lưu. Rồi trong thời gian đó mình có cơ hội tiếp xúc nhiều lần và quán chiếu nhiều lần để ứng dụng. Thì hôm nay con mới đề xuất một cái hướng ứng dụng là thi kệ, tức là tầng luật. Nó là thuộc về luật mở hướng Phật hóa gia đình, cộng đồng. Sau cộng đồng nó có cái đồng ngọc đơn, quên, quên đồng. Thì theo con á, nếu mà không Phật hóa gia đình á, thì cá nhân rồi, nhưng mà gia đình, mà ai là không có gia đình mà. Trên đời này không có ai không có gia đình, dù đang mất hết người thân và sống một mình cũng có gia đình. Khi mình tiếp xúc với cái gì thì cái đó là gia đình của mình. Mà làm sao mình tiếp xúc nhiều vô số được. Cho nên gia đình mình nó lớn đến độ mà
không tính toán được. Vậy thì trong cái tiếp xúc với cái gia đình mà dù nhỏ dù lớn đó, mình có đang là đã là địa ngục trần gian khó thở và khó sống không? Bây giờ huynh đệ mình cứ kiểm tra chính mình thôi, cho đừng có đi xa, coi thử sao. Mời con vào đây. Giỏi lắm á. Thế bây giờ con thấy sao? À, huynh đệ thấy sao? Mình dễ thở, dễ sống hay là khó thở, khó sống? Đây là thực tế, vấn đề chúng ta là vấn đề thực tế, không thể trốn chạy cái hiện thực đang xảy ra. Chúng ta không thể, chỉ có một cách là đối diện, và chỉ có một cách là cầu viện, chỉ có một cách là bằng lòng với những cái yếu kém chưa thành công chút nào của mình. Thì đó là cách đối diện, chứ không có cách nào khác. Thì con mới đề xuất đó, là như vậy. Thì bằng cách gì? Thì con đề xuất ở dưới, nó có nhiều mục lắm. Chút nữa mình sẽ từ từ mình công bố, tùy theo thời gian. Thì bây giờ đó, trước hết là con mỗi bước chân, mỗi hơi thở. Đây là mình được dạy rằng con đi con thở thì tốt rồi, nhưng mà làm sao con thấy rõ được hơi thở di chuyển trong từng bước chân qua vô số điểm đi, vô số điểm thở của con. Đó là thấy rõ hơi thở qua mỗi bước chân, qua mỗi hơi thở. Thế bây giờ thì con mới thực tập hàng ngày đó. Con phải tập. Mà đương nhiên mình ở nhà phòng thì đôi lúc mình tập thì mình đi đâu có cần bận áo dài phải. Hôm nay lên trước đại chúng thì phải bận áo dài, cho nên hơi khó khăn tí. Có thể có nhiều vùng về nó xảy ra trong cái chuyện này. Thì ở nhà đó, thì con trước hết đó, là con thở sâu. Mà thở này thì con đã thở, từng thở rồi, chỉ còn số chưa tham dự thôi. Thì trước hết mình đứng giãn chân ra, cho bằng cái vai. Đã. Thì đặt cái tay lên bụng. Thở ra bằng miệng. Hít vào bằng mũi. Thì thở ra còn dùng thiết kế hơi thở. Thì chúng mình nói ra trượt, ra trượt là vì hơi thở ra độc hay là carbonic, ra trượt. Mà khi thở vào là vào thân. Đó, rồi thôi. Mà 5 lần. Thế bây giờ thầy con làm lần thôi. Ra trượt. Vào thân. Ra trượt một. Đó là một hơi thở. Cái ra đầu là ra mở, tức là ra
để đẩy không khí ra cho ống kính vào hơi thở. Chỉ có khi thở vào rồi thở ra lại thì mới tính là một. Thở vào, thở ra lại hai. Năm lần con cái lần đầu là đẩy không khí ra, nó ống tính vào 1, 2, 3, 4, 5. Trở lại năm hơi thở. Thì cái hơi thở, cái bài thứ hai á, là buông tay xuống, cúi xuống, thở bằng mũi, không miệng, và cúi xuống là ra trượt một, đứng dậy hít vào, vào thanh một, trượt một thanh một, không có nháp, không có mở, năm lần. Đó là tính một hơi thở. Bài thứ ba, quay người qua, quay người lại. Quay người qua là thở ra, trượt một. Quay người lại, thở vào, thân một. Làm như vậy 5 lần. Rồi. Bây giờ đứng khép chân lại chữ V. Thì mình quay cái cổ của mình. Nhưng mà mình tưởng tượng là mình được ai nâng cái cằm cho cái cổ của mình hằng nhích lên. Mà đây thì mình tự nâng. Rồi mình quay qua bên này. Cũng ra trượt một. Quay lại bên này, vào thân một, 5 lần như vậy. Rồi, bài thứ ba. Bài thứ tư là mình dựa cái vai lên thiệt nhanh. Và dựa vai lên đó, là vào thân một. Thả cái vai xuống tự nhiên, cũng nhanh, ra trượt một. Rồi, 5 lần. Cái bài cuối cùng ấy, là con cúi xuống, từ 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 thở ra, đó là trượt một. Rồi cúi xuống. Cái tay ngang đầu gối á, là mình đặt hai cái bàn tay lên trên đầu gối mình vịn. Và mình ngồi xuống nữa, đến mức mà có thể ngồi. Cái đó là ra trượt một. Và mình đứng dậy là mình thân một. Thân vào một, bên ấy ra trượt một, bên ấy thân vào một. Nhưng mà hai bàn tay vẫn không rời đầu gối, 5 lần. Đến lần thứ 5 là mình mới thả tay. Đó là thở như vậy thì ai có điều kiện cứ 1 giờ đồng hồ, 1 giờ hơn thở 1 lần. Thì theo ông Hiromi Shinya, ông nói mình thay đổi dưỡng khí rất tốt để máu lưu thông tốt hơn. Đây là sức khỏe. Nhưng mà sức khỏe của thiền tập qua thể dục thở sâu. Thế bây giờ con mới tập thế này. Thở xong á, là con đi thiền hành. Thế giờ đứng vậy đó. Thế bây giờ ban đầu là con đi
mình bước chân trái trước, thì mình thở hay thở từ bàn chân phải, nó đi lên qua đan điền và bắt đầu thở là mình bắt đầu bước. Mà khi bước á, mà cái bàn chân này mà đặt xuống đất thì hơi thở nó nằm nơi bàn chân trái. Cái bước thứ hai là con thở, thì thở từ bàn chân trái qua đan điền và bước một lúc bàn chân phải đi tới. Thì khi mà bàn chân phải đặt xuống đất á, thì hơi thở nó nằm nơi bàn chân phải. Cứ như vậy con đi trong phòng á, tuy rộng hẹp, ở nhà bên đây thì rộng hơn, còn cái phòng thì chật. Thì dù trong nhà này mình muốn rộng mà đi mà hiến nữa, không cần ra đường đi chân đó không là hết giờ rồi, không có giờ đâu. Đó. Rồi bây giờ khi mà đi về rồi đó, ví dụ con đi về, rồi con đứng sao mà cái chân phía sau nó đụng cái thân giường, thì đây nó đụng cái gỗ này, thì bắt đầu con mới ngồi xuống. Rồi con ngồi xuống á, là làm thế nào mà dụ ổ cụt nó không đăng cái mông lên trên tà áo của mình á. Thì bắt đầu á, con coi thử là cái chân này tiền để dở chân lên chưa, nếu chưa tiền thì mình sửa này, mình dời chân, thở dời hai chân tới. Thế bây giờ á, rút chân ra, rút ra từng bàn chân một. Đó, con mới rút cái chân bên này trước, thì thở từ bàn chân trái qua bàn chân phải, mà khi rút ra để trên dẹp sau cùng cái dẹp rồi thì hơi thở nó nằm bàn chân phải, nhưng mà mình cũng lấy ngón cái mình ấn cái chiếc dẹp bên kia mình giữ lại. Thì mình thở là hơi thở từ bàn chân phải nó đi qua đan điền rồi nó đi xuống, và khi mà con rút cái chân ra được nó nằm trên dép chiếc thứ hai rồi thì hơi thở nằm ở bàn chân trái, gọi là giải phóng hai cái chân ra khỏi đôi dép. Mà ai không đi dép thì khỏi. Thế bây giờ con mới tựa vào đây này, từ hai cái tay qua đây, bắt đầu con thở từ bàn chân trái qua chân phải, con dở cái bàn chân phải lên đặt vào đây, rồi con thở là hơi thở nó từ bàn chân phải nó đi qua, và con rút cái bàn chân trái lên thì nó nằm vào đây rồi. À rồi đó, rồi bây giờ con mới đưa cái tay lui chống. Chồng nó coi thử á, hai cái gối này là nó kẹt đó, là phải lấy nó ra, anh chắn đan. À, bây giờ con mới nâng người lên, nhưng mà mình để ý cái động tác mình chống tay xuống và mình nâng người lên để mình đưa người lui ngồi lên trên gối. Đó, ngồi xuống thoải mái, không có gì phải vội hết, cứ từ từ làm. Thế bây giờ bắt đầu mình ngồi bán già. Thì
thì con thở từ bàn chân phải qua bàn chân trái, thì cứ đưa cái bàn chân trái vô thì bàn chân trái co được lại rồi á, thì hơi thở nó nằm lên bàn chân trái. Còn ngoài đây ăn cắn cái gì á, thì mình cứ tiếp tục mình sửa, mình để ý động tác của mình. Và bây giờ con thở ngược lại, là hơi thở từ bàn chân trái nó đi qua đan điền và rút cái bàn chân phải vào. Thì khi bàn chân phải mà có vào đây được rồi thì hơi thở nằm đây. Đó. Thì khi nằm đó rồi á, là con ngồi sửa áo, lúc đó là mình gôn lên rồi, thành là không có như cái áo dài này. Bắt đầu mình ngồi sao thoải mái đó, thì bắt đầu tập là đưa tay lên, hai tay đưa lên, đưa lên á là hít vào mà hạ xuống á thở ra. Nếu mình có thời gian á là mình cứ vào ra được rồi, mình bỏ bớt cái chữ trược và chữ thân. Vào ra, vào ra, đó. Mà vào ra đến 1 đến 12 là hết động tác này. Nhưng mà có khi vào 1 ra 2 thì 24. Trong sách trên đây 24. Nhưng mà mình tính 12 còn được. Là 24 lần. 24 lần rồi đó thì con ngồi yên vậy đó. Gõ răng 12 cái rồi xúc xúc miệng. Xúc sao cho con nước. Rồi uống một nửa. Đừng uống hết lần sau khó xúc lắm. Rồi mình mới thở từ bàn chân trái. Từ bàn chân trái thì khi mình thở là mình đưa cái bàn chân phải ra chống vào đây, rồi thở ngược lại, rút cái bàn chân trái ra thì hãy thở nằm đây. Đó. Thế bây giờ mình kiểm tra thử mình nhích người tới có cảnh gì không. À, thì con chống đây, đưa tới này. À, đưa tới xong á, thì bắt đầu bỏ chân trái xuống. Thì thở, là hơi thở từ bàn chân phải nó qua bàn chân trái thì con bỏ xuống. Thì bỏ xuống á, là khi mà đút vào dẹp rồi á, thì hơi thở nằm đây, nằm bàn chân trái. Bắt đầu mình thở ngược lại á, thì mình đưa cái bàn chân phải xuống. Thì bây giờ hơi thở nằm qua đây. Đó. Rồi là ổn rồi đó. Bây giờ một động tác như vậy là ổn rồi. Thế bây giờ con bắt đầu đứng dậy là đứng, nó đứng chống. Nếu mà nó già vào trong này quá thì mình chống xuống, mình nâng người mình tới sao mà nó mén nhất ở trước này. Thì thọc tay xuống, có chân vào, mà tất cả động tác nó đều làm chậm chậm hết, để mình biết động tác nào cũng thở, động tác nào cũng biết vào ra. Bây giờ con đứng dậy này, đó. Nhưng mà đứng á, đôi lúc mình đi cái vòng hơi bo bo một chút, cho đừng đi thẳng quá, là cái đầu gối nó khó chịu. Thì khi mà như vậy rồi con thở vào thở ra một hơi. Một hơi xong á, là bắt đầu con thở từ bàn chân phải. Thì con bước bàn chân trái. Và ngược lại, bước bước thứ hai bàn chân phải. Thì thở từ bàn chân trái qua bàn chân phải. Và đi thiền hành như khi nãy. Đó là một động tác. Trong 15 động tác của bác sĩ Nghĩa. Bây giờ chị con chị tập vài động tác mà nó hơi là đặc biệt thôi, con lược bớt.
Thế bây giờ con đi thiền hành về rồi á. Con mới thở từ bàn chân trái thì nhất bàn chân phải quay người. Rồi con thở từ bàn chân phải, con di chuyển bàn chân trái nhất người. Bây giờ con ngồi đây thở, buông thư thoải mái. Rồi bắt đầu cũng thở, đưa hai cái tay lên trên đầu gối. Mình duỗi cái chân ra. Và cái ngón trỏ này nó nằm trên cái sọng xương của cái cẳng chân. Đó, đây, ngón nằm đây. Bắt đầu con ấn xuống là thở vào, thả cái tay ra không ấn là thở ra, cũng 12-24. Cho tới 12. Bắt đầu con co chân lại, ngồi thở. Rồi gõ răng, rồi súc miệng, rồi nuốt. Rồi đi thiền hành y như cái trước vậy. Nhưng mà khi đi về rồi á, thì bây giờ thầy con tập cái động tác là làn chút. Thì khi đi về rồi là con ngồi lên, con ngồi xuống, ngồi xuống như khi này.
Thế cái động tác này, cái tay mình nó khác. Mình bỏ trên đầu gối này. Nhưng mà ngón chân cái là nó để trên cái bắp vế, nhưng mà nó qua cái bắp chân. Cái ngón chân cái là nó gác từ bắp vế, phần bên bắp vế, và cái đầu này nó đùng vào cái bắp của cẳng chân. Đó, hai bên đều giống nhau. Thế bây giờ con mới thở. Đó, thở. Thì thở, con đưa cái tay qua, ý thức cái động tác cái tay qua nắm đây. Rồi, nắm rồi, thở vô thở ra. Thì bắt đầu mình xoay cái tay này này. Mà xoay tay này chỉ thở ra hai cái thôi. Rồi, thế bây giờ trả lại cái tay, đưa về chân phải. Thì di chuyển tay trái qua, nắm đây. Và thở một hơi vào ra rồi bắt đầu thở ra hai cái. Rồi, trả lại. Mà như vậy là đếm 1, 2 đến 12 hoặc là 1, 2, 24. 1 là 12, 2 là 24. Thì cái này hay khác là cái ngón tay này không phải để đâu cũng được, mà phải nắm cái đầu gối, mình xoay rồi mình chắc. Mà cái ngón tay này phải đúng vị trí, vì đây là đúng ý, nó đúng huyệt đạo. Thì vấn đề này là vấn đề phải đúng cái khuôn khổ của đông y đó ra. Đây là bác sĩ Nghĩa đó. Thì xong rồi là mình buông tay chứ không cần phải bỏ gì hết. Nhưng bắt đầu gõ. Bây giờ cũng bước xuống như vậy đó, hoàn toàn y như trước. Nhưng mà bây giờ con tập thêm một cái động tác về ngồi này là nó hơi khắc khắc, là thế này. Thì đấy, tay bỏ sao được hết á. Nhưng mà ngồi cho thoải mái, buông thư. Buông thư xong á, mình đưa hai cái tay của mình lùi sau lưng á. Để lùi. Và cái hai ngón này nó dính nhau. Để lùi. Để lên cao nhất có thể. Đó, sau lưng mình á. Thì khi mình đưa lên rồi là mình thở ra, là mình gõ sau lưng ấy, mà gõ xuống lưng cung ấy, gõ cho tới gối. Rồi thở vào là gõ lên cái điểm đầu tiên ấy. Cũng 12 hoặc 24 lần. Thì chỗ này là chỗ khác nữa. Khi mình bỏ ra đây rồi mình thở. Thở thì đặt tay sao cũng được hết. Nhưng mà có một điều là thở ra bằng miệng, hít vào bằng mũi 9 lần thôi, chứ không phải 12, 24 gì hết. Đó, mà thở ra bằng miệng, hít vào bằng mũi. Ra vào tính 1, mà 9 lần như vậy, thì coi như gõ răng, súc miệng, nuốt bọt, bước xuống, đi thiền hành. Thế bây giờ con bước xuống rồi con tập thêm vài động tác mà đứng đâu này này. Nó bằng bằng đứng.
đứng đây là mình tựa cái chân của mình vào nơi cái giường của mình đó. Rồi mình thở một hơi vào ra mà đứng hai cái chân hơi xa nhau một chút. Rồi bắt đầu thở, đưa tay lên, áp vào hai lỗ tai. Rồi bây giờ mình quay người qua lại. Thì dù mình quay qua là thở ra, quay lại là thở vào. Mà đôi lúc làm ngược lại cũng không sao. Nhưng mà còn cái quay ra đó, thở vào là con mắt phải nhìn lui đến mức tối đa. Đấy. Mà thở như vậy cũng 12-24, rồi buông cái tay thở. Thì thêm bây giờ bỏ, hẳn cũng tương tự như vậy mà nó khác. Tức là thế này, à khoan, nó có tập luôn cho cái này cũng khác. Thì mình đứng như thế này, nhưng mà mình đưa cái tay lên thở. Rồi, nhưng mà bắt buộc này, mình quay qua bên này là cái cổ và cái đầu của mình là quay về bên trái, bên phải này mà thở ra, chứ không được thở vào. Rồi quay qua bên này á, thì cái đầu quay về bên này là tính một. Rồi quay qua bên này á, thở ra, quay về bên này tính hai. Thì 12 lần như vậy, rồi cũng gõ răng, cũng đi thiền hành. Thì đó là động tác thứ hai và động tác cuối cùng của 12 bài. Thế bây giờ con xoay lại để con đứng cho đại chúng thấy trước. Là cái chân này á, nó chân này đứng như thế này, rồi cái chân này bắt lại đứng như thế này. Tức là cái chân mình đánh chéo mà đứng này dễ tẻ, dễ ngã lắm. Thành ra con phải dừa vô đây. Ai mạnh á đứng vậy đó, không dừa chỗ nào hết. Thế bây giờ con dừa là vì yếu. Rồi hai cái tay mình á giang ra, sắp ngựa vô, ngựa lại. Rồi bắt đầu này, vào ra thì bên này vào, ra thì bên này vào, mà bên này ri thì bên này ri, ri rồi. Đó, cứ vào ra mà bên sấp bên ngựa, bên sấp bên ngựa như chơi sóc xỉa vậy đó. 12 lần. Rồi là chấm dứt hết mười mấy bài của bác sĩ Nghĩa. Đó là thiền tập mỗi bước chân, mỗi hơi thở, thấy rõ hơi thở của mình vào và ra trong từng điểm thở. Ồ, nó 9:02 rồi. Thôi, bây giờ con chị xin phép mai ni có thể học hơi trễ trễ một chút để đại chúng thông cảm là mấy cái này á là mấy cái mà nó con nhận có 3 bức thư, kể cả bức thư thầy Phúc Khâm, nhưng mà bức thư thầy Phúc Khâm sáng nay không có chia sẻ đâu. Nhưng mà con đọc một cái thôi, còn hai cái kia thì nói cái ý sơ sơ chứ không cần đọc, còn cái này phải đọc. Con là năm nay
23 tuổi. Con xuất gia 2 năm rồi. Gia đình con sinh sống ở thành phố. Con xin trình bày lên thầy thủ tòa về sự thực tập ăn gạo lứt của con. Con ăn gạo lứt đến nay đã 1 năm rồi. Con ăn gạo lứt từ sau khi bị suy nhược cơ thể nặng, con đi không nổi và chỉ nằm thở thôi. Sau đó con uống 10 thang thuốc và ăn gạo lứt một thời gian thì con thấy hồi sức trở lại. Con bắt đầu giảm bánh cho tới khi bỏ hẳn đồ ngọt, con thấy cơ thể khỏe nhẹ ra. Ngồi xuống đứng lên không bị chóng mặt như trước, cũng không ăn, không thèm đồ ngọt. Con ăn gạo lứt với mè, thêm đậu, thêm hạt. Đậu này là các loại đậu của Việt Nam, hạt này là chắc hạt Tây Phương. Và ít bí đỏ, khoai lang, một ít rau. Ồ, đáng mừng quá. Không phải là số 7 của Ô Sơ Hoa. À, rất là tốt. Buổi sáng con ăn ít, uống sữa dưỡng sinh. À, thì trong sữa dưỡng sinh nó có gạo lứt, bột sần dây, hạt sen, lứt, mè, hạt, lúa mạch. Ồ, tốt quá. Và thêm thê kha là cái gì? Không biết. Cứ đọc đài rồi cho con chữ đi là đang tìm hiểu. Buổi chiều con cũng ăn nhẹ, uống sữa dưỡng sinh. Con tập nhai kỹ 100 đến 300 lần. Con hay hướng số lần nhai cho được 300. Ồ, cái này thầy giáo viên chưa làm được. Chưa bao giờ mà mình ăn mà nhai đến 300 hết á. Mà không biết là nhanh hay chậm trong cái số mà động tác lên xuống này nữa là một chuyện nữa. Nhưng mà đáng phục. Răng của vị này bây giờ chắc lắm. Xương hàm cũng chắc lắm. Mà nó sẽ sạch răng lắm. Ăn gạo lứt là nó cò cho anh chắc là cái răng trắng. Không có cao đâu chứ dính được hết á. Hay lắm. Trong thời gian ở đây con ít làm việc và ít đi lại nên con ăn như vậy. Thế thì cái này còn thiếu hả? Mai một làm việc nhiều, ví dụ như dầu thò rồi tỳ kheo rồi học chúng rồi, liệu có nhai 300 lần nổi không? Ở đây là vấn đề được đặt ra và mình thực tập ngay bây giờ. Làm thế nào sau này mình lớn lên chừng nào, công việc nhiều chừng nào mà vẫn ăn được như thế? Cái này là tuyệt vời. Phải nói là thầy dược viên đầu hàng luôn. Càng lớn càng nhiều việc. Đó. Con sẽ đi ăn với đại chúng thường xuyên hơn, đúng. Vì trong này có nói là thức ăn chỉ là một trong những yếu tố làm nên sức khỏe của một con người. Ngoài ra, còn do thái độ sống, cách suy nghĩ và bình an của bản thân nữa. Mà ăn với chúng là một cách nương tựa tăng để thực tập. Còn ăn một mình rất tốt. Nhưng mà cái đó nó thuộc về Tera, thường tỏ Tera, cái người biết sống mình phải của chúng ta. Vì con thấy có vài lần thân con nặng nề mệt mỏi, nhưng ngồi thiền hoặc lạy Bụt thì có sự nhẹ nhàng dễ chịu. Thân con chuyển đổi liền sau 15-30 phút khỏe nhẹ ra. Ôi chà, cái này thầy giáo viên cũng chưa làm được. Nhưng mà giáo viên đau 6 năm nay chưa cảm đó.
không phải là gấu lứt mê mê. Mà sao đó, đó anh em bình thì giả người này sổ mũi cảm, bây giờ thì có sổ mũi này, sổ mũi liên tục. Không biết gì ứng vì sao, mới đây thôi. Anh bằng không có, mà về từ Đức thì có. Thì mình ăn một mình là thiếu năng lượng của chúng. Mà đó là cách quan trọng để có sức khỏe cho mỗi con người. Tâm bình, khí hòa, huyết thông, cười. Những ngày nào con cũng ăn nên cũng phải biết chọn thức ăn và ăn vừa đủ nhai kỹ để có thể nuôi thân đủ sức để mà tu. Rất đúng. Có lần con muốn đi lại bụt mà chóng mặt quá, con không thể đi lại bụt được. Lúc đó con càng thấy quý sức khỏe, sự khỏe mạnh của thân con. Thầy giáo viên thì cũng có lúc mệt, chóng mặt, nhưng mà không bỏ thời khóa, mà không phải là 15-30 phút là khỏe ra, không có. Không lìa dài rồi đó, nhưng mà mình vận dụng. Vận dụng phải lầy bụt là tới, lầy lên lầy xuống, mà mình lầy khi mình không hành lệ được. Chứ nếu không thì kẹt lắm. À, thầy giáo viên này có ứng dụng cái cách. Thì dù sản pháp đề xuất mà bây về soạn cho ra chỗ bàn thờ là không được. Mình ngồi trên giường là mình lại lúa mình. Ở sáng này, cái máy hư nhờ chủ kiến tề sửa xong là trước khi đi ra ăn là lại sản pháp. Đó. Mình đều là sáng nào cũng có lại một khải bạch. Và khi mình bình mà mình vẫn hành trì được, dù cái hình thức nó khác, nhưng mà kết quả vẫn bình an, thì cái đó ta gọi là, thầy giáo viên mấy ngày đấy có bệnh cái ổ thun mà con trân quý những tháng năm con lại đó. Cái đó, mình mới thấy mình quý, mà mình quý là mình có cái áo nhắc mình. Cho nên bây giờ lục ra thấy là vui lắm, bệnh vô. Đi khỏe thế nào bữa chơi. Con còn trẻ càng phải gìn giữ sức khỏe của mình. Khi khỏe thì có thể giúp làm thêm việc, suy nghĩ dễ theo hướng tích cực hơn, dễ vui, dễ cười hơn, mang lại năng lượng tích cực cho người khác. Rất đúng. Chưa tôi được gì hết mà bình thì thật là uổng. Khi nào con mệt hoặc chuẩn bị cảm, con thường nhìn ăn và nó hết liền, không cần uống thuốc. Rất tốt. Đúng phương pháp, nhưng mà thầy giáo viên thì chưa nhìn lần nào hết. À, từ ngày mà biết gấu lứt mê mê đến giờ chưa nhìn một lần nào hết. À, chỉ có tối nào đó cái bụng nó no thì nhìn cho nó tiêu. Buổi sáng và tối con thường lót dạ bằng bột sần dây và tamari nguyên dương. Rất tốt. Đây là dương tính theo thầy Tuệ Hảo. Con không muốn phải dựa vào bác sĩ khi mình là người tu tự trị cho mình. Không, thầy thì phải dựa bác sĩ. Là vì sao vậy? Mình tu là chính, nhưng mà mình ăn gì đúng thì dù ăn hạt, đôi lúc bình của mình mà ông khám, ông nói không được ăn hạt này nha, là mình bỏ thì nó đỡ, còn mình cứ dựa vào mình rồi mình cần bác sĩ chỉ là mình ăn hạt nó vô lần bình. À, cho nên thầy giáo viên luôn luôn là dựa vào bác sĩ, mà bác sĩ này là bác sĩ thân quen mà theo thầy là giỏi vô cùng. Đó, chứ không thể kể cả thuốc nữa, nhưng mà đồng ý. Mà thuốc ông bác sĩ này toàn là thiên nhiên, không có hóa chất, không có bảo quản. Nó khác nhau lắm. Cho nên, huynh đệ cần phải cẩn thận khi sử dụng thuốc. Đây là một cái. Còn hai cái nữa.
là một cái là con Anh Việt. À, cũng 19 đó cho nên chỉ lên chùa tiếp xúc với chùa là thay đổi rất là nhiều. Ví dụ dần cọc cằn cái người lớn. Bây giờ lên chùa là dễ thương. Ở nhà biếng làm việc lắm, rất biếng. Mà lên đây là không những siêng mà làm rất là có hạnh phúc. Ôi trời, thầy đọc cái thư này thầy nói, cháu con quá bé mà tới được như thế này. Cho nên an ban yên là phải nhớ mấy cái chuyện này. Chứ không thì uổng phí vô cùng. Sáng nay bo là không thấy. Còn một cái thư nữa đó, là còn vì là hôm qua ăn với chúng là không phải gù lứt 100% mới ăn ngay thôi. Nhưng mà sợ chúng lắm. Hôm qua ăn là không bình an. Cho nên đợi khi nào bình an rồi mới qua ăn, rồi thầy mới hỏi rồi thì khi nào? Khi nào thì hết sợ chúng. Ta đối diện ngay trong cái sợ ta ăn chứ còn phải đợi hết sợ xin lỗi. Da xong lộ rồi mà chưa hết sợ nếu không đối diện. À, mình ngồi ăn rồi mình nhận diện cái sợ của mình. Và còn hôm nào đó nhà thưa đại chúng, con ăn đây con rất là muốn, muốn tu mà con sợ lắm. Thì đại chúng ta có cách, ta nâng đỡ chứ. À, thì vừa qua nó u chào ơi. Hay vậy hả? Rửa là bà tay bắt mặt mừng nó đỡ sợ, ví dụ một câu đỡ không đó, ở nhà không bao giờ có. Cho nên viết thư cho thầy á, nó có lời vô cùng vô tận ạ. Nhưng mà thầy không nói tên rồi, ai của ai rảnh chịu, ai bận thì cứ đi nấu ăn ở đây. Bây giờ thầy đọc cái này. Qua thần thời gian gần đây nhất, giáo viên có cảm nhận rằng người sống không còn gì để làm được cho hợp một ít đạo đức, nhất là đạo đức chùa. Vì ấy rất thương bản thân, người thân của họ, thế mà do không đủ sức tu niệm định tề nên làm cho bản thân và các vị mà họ cho chở bằng mọi giá đều lún sâu vào đau khổ. Mà trước mắt thì họ cảm thấy họ bị bỏ rơi. Những người có ít niềm định tề bỏ rơi. Không ngờ những vị này rất thương họ. Chỉ cầu mong gạch ngang bằng sức tu thêm niềm định tề để có cơ may là họ sớm thoát bế tắc, chấm dứt cái gạch ngang. Mà họ không bao giờ muốn vướng vào, à đây mới có gạch ngang thứ hai này, mà họ không bao giờ muốn vướng vào. Dễ thương là họ ở tâm trạng tình thế đó, hay có thể là khác hẳn. Vì thoát bế tắc có thể họ khó sống thoải mái hơn chẳng hạn. Cho nên họ chỉ là người đáng thương, chứ không thể có một chút gì đáng gạch bỏ. Tuy họ đang là cái có thể cản trở con đường chánh đạo cho cộng đồng một cách nào đó. Trong tăng thân chúng ta đang có bạn lâm vào tình huống ấy, có nhiều bạn lớn và nhỏ đang ngấp, à, đang ở hướng lâm vào tình trạng đó, và dường như có vị đang thấy rất thỏa mãn là mình đi đúng chân đạo. Đó là thầy giáo viên mới ghi sáng hôm nay, và mình ghi được cái này vô mình mừng vô cùng, là bởi vì mình có cơ hội để nói cái tâm của mình cảm nhận sau khi mà mình thực tập những cái bài này xong và ngồi dậy thở sau khi làm lời sám pháp xong, thì nó đi lên giống như cái thư mà giáo viên Việt thư gửi sư ông trước khi rời Thái Lan về tổ đình rồi.
Mình có cơ hội như vậy rồi mình mới trao đổi với huynh đệ mình. Dù rằng cái ý mình ghi ở đây có thể sai lầm, có thể lật lạc, có thể thiếu sót, thì huynh đệ mình sẽ nghe ra, sẽ bàn bạc với mình, vỡ lẽ ra và bổ túc thêm. Đây là cái giàu có của một con người cần học hỏi. Con xin biết ơn Thầy, biết ơn quý Thầy, quý Sư Cô và toàn thể đời chúng.